thẳng vào đây luôn ấy. Rồi, ui giời. Ui giời em. Ui. Ơi ơi ơi, giời ơi. Con này đuổi đuổi ngay. Ơi ơi ơi. Nó đuổi đấy. Con này đuổi đấy. Ác chưa? Ui ui giời ơi. Ui nó ác thế. Đâu mày? Gà kêu à? Đâu xem nào. Rắn đi em ơi. Đâu đâu đâu. Kêu kêu. Ui rắn, thằng nào gà kêu. Đây là mọi người, thì hiện tại là anh em phát hiện rắn vào nhà cắn gà nhá. Đi đi vào xem nào. Kiểu nào cứ thấy gà ra kêu kia nhá. Ui yêu ơi. Nó bò xuống lỗ rồi. Kia lỗ. Chết rồi. Ui trời ơi, chết rồi. Kia yêu ơi. Túm con kia lại, nó con kia chạy hẳn vào lỗ rồi. Đây. Ui. Có khi nó sống ở đây lâu rồi em. Đây nha mọi người, anh em mình phát hiện là có đây này. Ui giời ơi. Cứ ổ gà kêu. Đây này, cứ ổ sao gà nó kêu hôm nay anh em mình mới phát hiện ra này. Đây nhá. Ấy. Chạy đâu? Lỗ xấu lắm à? Đây mọi người, thì hiện tại là anh em mình mất rất là nhiều gà rồi. Ở cái khu vực này hôm nay là mê nghe tiếng gà nó kêu cái chạy ra luôn này. Ui nó rút hẳn vào đấy à. Ui bây kiểu gì nó ấy. Ừ. Đấy, gì nó co người đây. Đấy. Đây mọi người, đây bây giờ là nó co hẳn vào trong này rồi này. Bây giờ lấy là kiểu gì đó. Khó đấy anh. Hay bây giờ mình lấy cái gì đập ra. Không được đâu. Kia đưa viên gạch cái đập anh ơi. Đấy. Đập ra. Đây mọi người, đây nó chạy đầu này rồi. Đấy, úi giời, rụng. Rồi. Đây. Ôi, như em vừa nghe anh bảo một con nữa. Ừ. Ở đâu rồi? Nó ở sát thì bên kia. Không. Nó chạy hết một lỗ rồi em ạ. Đây nha mọi người, chắc là nó chạy hết một lỗ rồi. Đây này, còn con này nữa đây. Đâu chưa? Nó sâu lắm. Ui giời. Bây giờ lấy kiểu gì giờ nhỉ? Giữ lại để đâu? Nó ra đầu. Đấy. Tay. Đây mọi người, đây này, nó rút hẳn rồi. Nó rút hẳn xuống đây luôn này. Ui không ra luôn đi. Đây bây giờ là anh em mình theo dõi mấy cái con này rất là lâu rồi đấy. Mà nó cảm hết chết hết gà. Đây nuôi được có mấy con gà mà nó già dã man luôn. Điều trong đấy nó gì thế nhỉ? Có ra đâu? Anh ơi, anh vào lấy cái thủa đi. Nó ở đầu cửa ấy. Đầu cửa bên đi thẳng vào bên tay phải nhá. Ui trứng này này. Rồi ấy đi. Đấy mọi người, thì bây giờ anh em mình sẽ phải giữ con này đây. Ui giời, cái đồ gì nhanh em ơi. Nó ở cái rìa cổng, em để ở cái rìa cổng ấy. Đây này. Đây mọi người, con này nó cực to luôn đây này. Ui giời ơi. Đây này, bây giờ nó chui sâu thẳng dưới nha, mà mình mà không giữ lại cái này nó chui sâu bên trong là khó mà bắt được. Đấy nhá, đây cái đầu cửa nó đây này. Thấy không? Vào trong này nhấc cái này ra này. Chắc nhá. Rồi. Anh bậy như ạ. Chọc cái đầu kia vào vậy. Đây mọi người, thì bây giờ anh em sẽ bậy cái này lên. Ừ đấy, ra đâu. Lần rồi đấy. Ui không ra được luôn đấy. Quá hàng cái mèo ấy. Ừ. Cả khỏe cứ chết liên tục. Yêu kinh con này nó rút khỏe thật đấy anh em. Đây vớ vẩn trong đây nó có bọn này giữ nhá. Trong đây nó có cái hàng sâu ấy. Là đâu, rút ra nào. Ui cái mẹ con này nó chùi đâu ấy. Đây.
ui ui con này chui hẳn vào vào trong đây luôn. Đây này, ui giời ơi, kiểu nào rút không ra được luôn. Đây nha mọi người này. Ui giời. Đây nha. Này. Này nó rút thẳng thẳng vào đây luôn ấy. Đây. Rồi, ui giời. Ui giời em ơi. Ui giời ơi. Cẩn thận nhé. Hồ cũ rồi. Cho mày. Cầm mấy cây. Rồi. Đây là một cái gì bây giờ anh em mình đã phát hiện ra. Rồi. Dạ. Ở đây mà. Ở đâu? Đây, sát kìa này. Tôi cứ chạy đâu nhỉ? Tố. Tố. À. Ok. Ui ui. Đây nha mọi người. Này. Ui. Kinh chưa? Sợ này. Yêu cuối kinh của con này to này. Ui này. Đây nha mọi người. Nếu mà nó không Ui giời ơi. Ê, ui giời. Cái gì anh? Ui. Kìa. Đâu đâu? Ui tưởng chạy mất cơ. Đây à? Đây một con nữa nha mọi người. Anh em vứt hẳn cái củi này vào trong cái đi. Đây nó đang nằm ở đây. Ui giời. Ôi ôi kinh. Mày ác đấy. Kinh đi. Con này kia khủng ấy, cẩn thận nhé. Ok, nó sang kia rồi kìa. Đây là ai? Ui giời ơi. Kinh nhỉ. Thằng em ơi. Ui giời ơi, con này mày ác ạ. Ui giời ơi, ôi. Nó đuổi đấy. Con này đuổi đấy. Ui, ác chưa? Ui, giời ơi! Ui, nó ác thế! Ui, kinh nó ngóc cao vậy! Ui, giời! Đây không mọi người, đây này, con này nó ngóc cao này mà! Này! Ui, kinh nó đẹp! Thấy chưa? Đây, bên này hàng đặc sản luôn này! Ừ, quá! À, kìa, có cái lỗ ngả, nó vừa bỏ đây là kìa! Nó ngóc đẹp thế! Anh em, lấy đi đây! Kìa đây. Cháu nhá. Rồi. Đây nha mọi người. Ui giời ơi. Ác chưa? Hai con nó hổ cụ. Cái tay. Ui đây. Ui giời. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Này nhìn nó đẹp anh ơi. Ngon quá. Dã man luôn. Con này nóng nọc đó nhá. Thì nó phụt kìa. Kinh khủng. Yêu ơi. Này, ui giời ơi. Này mà sao gà nó không kêu. Ê mọi người thì gà ở trong đây nhá. Còn có mấy con gà thôi nhưng trứng là bọn này nó đã luộc sạch rồi. Đây này. Nay mới bắt được nó mày quá. Không có bao nhiêu trứng ngay là nó sơi tái hết. Quả này ngóc kiếp. Yêu quả đấy ngóc kiếp nhỉ. Đây là một đôi nhá. Ấy ấy. Quả đấy ngã cái anh ạ. Ui giời. Ui. Cẩn thận em ơi. Ui giời. Con kia nó ngóc dã man nhỉ em. Ui lấy cái ca ra anh ấy. Cẩn thận nhá. Đây mọi người nhìn này. Ui giời ơi. Đây này. Hai con điền này. Đây bây giờ nó đang trong cái thế thủ này. Đây. Đây mọi người. Này, ui giời ác thế này mà. Ui. Đây nhá, con này thì là nó vừa phải thôi. Đây. Chưa. Ui giời. Đây này, con này nó mới khiếp này. Yêu ơi. Hôm nay mới được diện kiến mấy anh này khiếp thế nhỉ. Bây giờ là phải đi. Hôm nay nó dám vào nhà mình đây nha mọi người. Anh em mình xem bao giờ tí nó sẽ đào ở cái đầu kia ra. Hôm nay bao nhiêu ngày nay rồi, hôm nay mới túm được hai con này. Đây. Bọn này nó ác thế này. Bọn này nó sống ở đây ấy. Nó sống luôn ở đây phải không? Này. Anh ấy kiếm cái túi đi. Đây mọi người thì bây giờ anh em sẽ kiếm cái túi để cho hai con này vào nhá. Này. Đây bây giờ này. Ui giời. Mày xong rồi. Chạy đâu được. Đúng vào cái cụm tre nào, nó từ cái cụm tre này nó nườn vào nhà mình nhá. Không bắt đầu là nó nườn theo đường này vào này. Cho nó vào. Chạy đâu được. Ui giời. Ui giời to đấy ngay. Ui ôi. Quá to luôn. Cụ luôn. Ui có tiếng ngóc kìa kìa kìa. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Kinh thế nhỉ. Nọc. Đấy. Nọc lắm. Bắt con vợ cái là con chồng nó đuổi đấy. Đây một được một cái, đây con này con cái này. Con kia không được, con kia dài quãng luôn. Cho nó, cho nó con này vào. Thế rồi. Kinh dị đấy nhỉ. Không ra luôn ý. Ui giời. Ác kê nhỉ.
Yêu của đấy tỏa dã man luôn đấy. Ê, quay lại đuổi đuổi ngay. Yêu ơi, con gì kinh này. Ui ơi, giá đá kìa. Ây ông ơi, khổ hoa kìa. Ê đấy. Có kì. Sơi, nó sơi, sơi mình ngay đấy. Ui đấy, đấy rồi. Cầm mà nó còn ác, ác như thế. Nghe tiếng phi nó ác kinh. Ôi, ok. Rồi. Ok chào mọi người, thì bây giờ anh em sẽ kết thúc video để ra đào tiếp ở kia. Thì mọi người đón xem clip tiếp theo anh em nhé. Chào mọi người nhá.